Chấn động, sự thật tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nam mạng, bước sang năm Ất Tỵ 2025, hợp vía thần tài, cát tinh cao chiếu, đón vận may liên tiếp, làm một được 10, tiền vàng nhét chật két, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Quý bản mệnh tuổi Nhâm Tý thân mến, người xưa có nói, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, có nghĩa là trời đất xưa nay vốn dĩ rất công bằng, con người chiêu mời phúc hay họa hết thảy đều ở tâm của mình khởi lên. Nếu không muốn hối hận về sau, thì ta cần phải thận trọng ngay từ phút khởi niệm ban đầu. Ý nghĩa ấy cũng tương tự với câu, đức năng thắng số trong tử vi học. Sống có đức độ, ắt thắng được số phận nghiệt ngã, có người xác nhận nghiệp dữ quả báo tới, mà lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện, chuyển biến tình hình từ xấu thành tốt, thu hái đầy lộc lá về tay, ấy là do đức năng của người đó. Theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nam mạng, đã trải qua nhiều khó khăn trong vận trình hung tinh chờ trực chuẩn bị giáng xuống đầu con giáp này. Tuy nhiên, năm 2025, nếu nắm bắt được cơ mệnh này, bản mệnh sẽ xoay chuyển càn khôn, cải biến vận mệnh, tiền bạc kéo đến ầm ầm, trúng số độc đắc, đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, mua nhà, mua đất, mua xe mà mọi người đều chẳng hiểu vì sao. Vậy, năm 2025 tới đây, vận trình tuổi Nhâm Tý có những biến động như thế nào, cơ may nào đến với bản mệnh? Làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để trở nên giàu có, thì ngay sau đây xin mời quý bản mệnh cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, đặc trưng tính cách người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nam mệnh. Nhâm Tý hay còn được gọi là Sơn Thượng Chi Thử, tức là chuột trên núi. Năm sinh dương lịch, từ 15 tháng 2 năm 1972 đến mùng 2 tháng 2 năm 1973. Năm sinh âm lịch, Nhâm Tý, thiên can nhâm, tương hợp, đinh, tương hình, bính, mậu, địa chi, tý, tam hợp, thân tý thìn, tứ hành xung, tý ngọ mão dậu. Mạng tăng đố mộc, gỗ cây dâu, khắc ốc thượng thổ, con nhà thanh đế, quan lộc, tân khổ, xương con chuột, tướng tinh con heo, được ông tử vi độ mạng. Xem tử vi của người tuổi Nhâm Tý, nam mạng, trong tứ trụ có cục diện sửu thổ khắc chế tý thủy sinh trì âm mộc. Do đó, con giáp này cả đời vui vẻ sung túc nhờ phúc phần tổ tiên để lại, tài sản kế thừa cũng dồi dào. Nếu kết duyên với người phù hợp chung lưng đấu cật, vượt mọi khó khăn thì chắc chắn sự nghiệp sẽ rất thành công, hôn nhân hạnh phúc, mọi phương diện đều phát triển vô cùng tốt đẹp. Nam mạng tuổi Nhâm Tý là thiên quý tinh, vốn tính thông minh lanh lợi, suy nghĩ lạc quan, giao thiệp rộng, được nhiều người yêu mến. Con giáp này hành xử có tâm đức, ý chí kiên cường, có tham vọng về tài chính và gặt hái thành tựu nhất định trong cuộc đời. Hơn thế, người nam mạng tuổi Nhâm Tý giỏi toan tính, phản ứng nhanh nhạy, biến hóa đa tài, đa nghệ, biết tích lũy tiền bạc suốt đời không lo thiếu thốn. Trong công việc, tuổi Nhâm Tý nam mạng khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng, không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng há miệng chờ sung, họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, tuổi Nhâm Tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Tuổi Nhâm Tý rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật, họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Những người này sống giàu tình cảm, họ yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc. Cuộc sống của nam mệnh tuổi Nhâm Tý trôi qua khá êm đềm, mặc dù có lúc khó khăn trắc trở, nhưng cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời. Vì Nhâm Tý có cái tâm lương thiện nên họ làm gì cũng được quý nhân tìm đến, tạo điều kiện để họ có được cuộc sống viên mãn. Tới trung vận, vận khí nam mạng tuổi Nhâm Tý hanh thông hơn, mưa thuận gió hòa, làm gì cũng dễ thành công, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, hậu vận vạn sự thành đạt, hưởng vinh hoa phú quý. Xem tử vi thấy rằng, đàn ông tuổi Nhâm Tý thông minh, tài giỏi, hiểu biết cuộc sống, tuy có nhiều lo nghĩ, nhưng nói tóm lại khá đầy đủ, hạnh phúc và an nhàn. Nam Nhâm Tý sống thân thiện và chan hòa, lại hiểu biết nên được rất nhiều người kính trọng. Cả cuộc đời Nam Nhâm Tý phải trải qua nhiều thăng trầm, lúc lên, lúc xuống, hay phải lo lắng suy nghĩ về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, khi về già họ lại rất có vận may về con cái, sau hôn nhân cuộc sống vật chất và tinh thần được cải thiện lên rất nhiều. Tiểu kết, nam tuổi Nhâm Tý trong cuộc sống có nhiều điều suy nghĩ, tâm trí vất vả, sau kết hôn, vận may mạnh mẽ, con cháu thành đạt. Tổng quan tử vi nam mạng tuổi Nhâm Tý trong năm 2025.
Bước sang năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi Nhâm Tý là 54 tuổi âm lịch và 53 tuổi dương lịch. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nam mạng tuổi Nhâm Tý theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Nhâm gặp Ất tương sinh, rất tốt. Công việc làm ăn có nhiều khởi sắc, chủ về những thay đổi có lợi, được quý nhân giúp đỡ, bản thân cố gắng nỗ lực không bỏ cuộc thì sẽ đạt được như ý nguyện. Xét về địa chi, ý bình hòa với địa chi Tỵ đều rất tốt. Theo đó đây là năm mệnh chủ tuổi Nhâm Tý có thể duy trì hiện trạng công việc, không thay đổi hay định hướng mới. Nếu chủ mệnh có những tiến hành thay đổi cho công việc thì dễ phải tiêu pha nhiều. Xét về ngũ hành, năm 2025 là năm AT Tỵ, mệnh hỏa, năm tuổi 1972 là năm Nhâm Tý, mệnh mộc, dựa trên thuyết ngũ hành, mộc sinh hỏa, nghĩa là năm tuổi tương sinh với năm 2025, ý chỉ về phương diện sức khỏe ổn định, không bị đau ốm hoặc bị bệnh tật lớn phát sinh. Cùng với đó, công việc làm ăn có nhiều thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư dễ dàng, cố gắng nỗ lực tất thu được thành quả xứng đáng. Tiểu kết, với nam mạng tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, năm 2025, được đánh giá là một năm cơ bản tốt với bản mệnh, ít sóng gió, mưu cầu công danh có những tín hiệu tích cực. Vấn đề tài chính dù có những thuận lợi nhất định, nhưng trong đầu tư làm ăn, tránh xa các mối mạo hiểm hoặc đỏ đen. Thứ hai, xem tử vi Nhâm Tý sinh năm 1972, nam mạng theo sao Hạn. Năm 2025, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nam mạng, gặp sao Mộc Đức. Sao Mộc Đức là một phước tinh thuộc hành Mộc trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Dù nam hay nữ mà được sao này chiếu mạng đều gặp may mắn, một số tác động thường gặp đối với người có sao Mộc Đức chiếu mệnh. Quý nhân trợ mệnh, có thể gặp người tốt chỉ bảo thêm, trên con đường sự nghiệp kinh doanh được ví như vén mây mù che phủ để nhìn thấy mặt trời, mặt trăng, thoát khỏi mờ mịt tối tăm. Tuy nhiên, với người mới bắt đầu khởi nghiệp, cần thận trọng, đề phòng thất bại. Hôn nhân hòa hợp, tốt về mặt cưới hỏi, có bạn bè mới. Nếu phụ nữ mang thai, gặp năm có sao Mộc Đức chiếu, thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường, điềm tĩnh, quyết đoán, có cơ hội thăng quan tiến chức, công việc bình an, sinh tài sinh lợi. Người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp Mộc Đức tinh thì sẽ gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối năm lại thuận lợi, an toàn khi ở hung vận, đề phòng thương tật ở mắt. Thuận lợi là thế, nhưng khi có sao Mộc Đức chiếu mệnh, không nên quá tự phụ, kiêu ngạo, hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến mọi người xung quanh, đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước, gặp phải chuyện khó thì bình tĩnh tìm cách giải quyết. Đặc tính của sao chiếu mệnh Mộc Đức có ghi trong đoạn thư sau. Mộc Đức tọa mệnh trong năm, tháng 10 tháng chạp tin mừng tới thăm, được người trợ giúp không ngừng, tiền bạc vay mượn đem cho nhẹ nhàng. Thanh Long chiếu mệnh vững vàng, có người chỉ bảo vượng đường làm ăn, ví như trời tối gặp trăng, cá kia gặp nước làm ăn rõ đường. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nam mạng, trong năm được sao Mộc Đức chiếu và sẽ gặp nhiều may mắn. Tháng 10 và tháng 12 âm lịch có tin vui, được quý nhân giúp đỡ về vấn đề tiền bạc, sự nghiệp suôn sẻ, hanh thông. Năm 2025 này, có sao Mộc Đức chiếu mạng, tuổi Nhâm Tý có thể gặp được quý nhân chỉ bảo, trên con đường sự nghiệp, kinh doanh, dù gặp tai ương hoạn nạn, cũng biến nguy thành an, chuyển họa thành phúc, nên không phải quá lo lắng. Nhìn chung, bản mệnh nên chuẩn bị thật tốt những kế hoạch, dự án mà mình ấp ủ để triển khai nhé. Ngoài ra, chiếu theo ngũ hành thì Mộc Đức tinh thuộc hành mộc, vậy nên sẽ hợp các màu thuộc mệnh thủy tương sinh và mộc tương hỗ, đồng thời kỵ các màu thuộc hành kim, tương khắc, hành hỏa, sinh xuất. Do đó, bản mệnh tuổi Nhâm Tý nên dùng các màu sắc của hành thủy và hành mộc để vượng vận, hạn chế dùng hành kim và hành hỏa để tránh gây ra những ảnh hưởng xấu đến vận trình. Thứ ba, xem tử vi nam mạng, tuổi Nhâm Tý theo niên hạn là Huỳnh Tuyền. Huỳnh Tuyền có nghĩa là suối vàng, đó là con suối có nước màu vàng lấp lánh ở dưới âm phủ. Nghe tới âm phủ là đã thấy tăm tối, nặng nề rồi, vậy là không hề an toàn, đầy nguy hiểm. Gặp hạn Huỳnh Tuyền có thể đau ốm tới mức có thể từ giã trần ai để rũ bỏ bụi trần, ngao du tiên cảnh. Chính vì thế, chắc chắn đây là kiếp nạn nặng nề nếu gặp phải. Hạn Huỳnh Tuyền tốt xấu như thế nào? Khi nói tới hạn Huỳnh Tuyền, người xưa có câu: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Vậy là có thể thấy, gặp hạn Huỳnh Tuyền là hoàn toàn xấu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, cần hết sức cẩn trọng. Về sức khỏe, người gặp nạn này dễ mắc đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt các bệnh liên quan tới mắt, tay chân,
Do đó, trong sinh hoạt, công việc hàng ngày cần phải được chú ý. Làm ăn, hạn Huỳnh Tuyền sẽ mang tới khó khăn bất lợi sẽ dồn tới nếu công việc kinh doanh buôn bán bằng đường thủy hay liên quan tới sông nước. Vì Huỳnh Tuyền chính là suối vàng, tham gia vào các hoạt động kinh doanh buôn bán trên sông nước sẽ cực kỳ nguy hiểm khi gặp phải nạn này. Tốt hơn hết nên tránh những hoạt động kinh doanh này để không gặp phải hậu quả khôn lường. Cuộc sống không nên liên quan tới tòa án, dù là việc gì hay vì ai, dù là đứng ra làm chứng hay có liên quan trực tiếp trong những rắc rối pháp luật đó, vì bạn sẽ gặp phải tai họa, mất tiền mất của, không có bình an cho gia đình. Khi gặp hạn Huỳnh Tuyền, người gặp nạn này sẽ dễ mắc bệnh tật, một khi có bệnh tật sẽ lại dẫn đến nhiều hệ lụy khác nhau. Bạn sẽ phải hao tốn tiền của vì thuốc thang, chữa trị, không những vậy còn tốn thời gian công sức, chẳng thể tham gia vào những hoạt động, công việc khác. Sức khỏe không tốt cũng dẫn tới không thể làm tốt công việc, kinh doanh, không đưa ra được ý kiến, quyết định đúng đắn, dẫn tới nhiều thất bại, khó khăn, thậm chí có thể khiến cuộc sống trở nên bế tắc. Ngoài ra, vì Huỳnh Tuyền là suối vàng nên tuyệt đối tránh xa sông nước. Tiểu kết, có cát tinh mộc đức che chở, con giáp này đón nhiều tin vui trong năm 2025, tài lộc đủ đầy, gia đạo sung túc, hạnh phúc. Nhờ vậy, đời sống tinh thần của bản mệnh được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, gặp hạn Huỳnh Tuyền đương số cũng nên chú ý tới phương diện sức khỏe, kẻo đổ bệnh tật bất chợt sẽ gây ra nhiều bất lợi cho cuộc sống, thậm chí hao tốn tiền bạc để chạy chữa. Ngay từ đầu năm, Nhâm Tý hãy lên cho mình một kế hoạch rèn luyện để nâng cao sức khỏe. Bản mệnh cũng nên hạn chế rượu bia, thuốc lá, khi tham gia giao thông thì cũng nên chú ý an toàn nhé. Thứ 4, vận niên năm 2025, tuổi Nhâm Tý, nam mạng. Năm 2025 tuổi Nhâm Tý nam mệnh gặp vận niên hầu thực quả, tức khi ăn trái cây, báo hiệu một năm mới với sự may mắn, sung túc. Năm nay bản mệnh làm việc gì cũng được thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, buôn bán gặp nhiều tài lộc, may mắn, khó khăn sẽ được người tốt ra tay giúp đỡ hay được quý nhân phù trợ. Gia đạo cũng hòa thuận, các thành viên trong gia đình yêu thương, đùm bọc lấy nhau, con cái hiếu thuận. Nhưng cũng không vì vậy mà được chủ quan, bản mệnh cũng phải tránh tin người, kẻo dễ bị lợi dụng, trong lời ăn tiếng nói hay cách hành xử cũng phải khéo léo hơn. Thứ 5, xem vận hạn năm 2025, tuổi Nhâm Tý nam mạng theo tuổi âm. Hạn tam tai năm 2025. Tuổi Nhâm Tý không phạm tam tai, vận trình năm nay ngày càng thăng hoa, công việc mở thêm và không gặp quá nhiều trắc trở, tiền bạc đầu tư lớn, hứa hẹn thu lợi nhuận cao. Hạn kim lâu 2025. Tuổi Nhâm Tý không phạm kim lâu là tuổi đẹp để tiến hành làm nhà hoặc mua nhà. Nếu ai đang cô đơn lẻ bóng, có thể cưới hỏi trong năm cũng thuận. Hạn hoang ốc 2025. Tuổi Nhâm Tý phạm hoang ốc, tam địa sát, có câu tam sát nhân do giai đắc mệnh, làm nhà tuổi này không tốt, gia chủ sẽ dễ mắc bệnh. Tiểu kết, trong năm 2025, đương số chỉ phạm duy nhất hạn hoang ốc. Hạn này chủ yếu ảnh hưởng tới ý định xây sửa, mua bán nhà cửa. Theo đó, bản mệnh không thích hợp để đứng ra tiến hành những việc nhà cửa đó. Nếu vẫn muốn tiến hành, thì nên làm thủ tục mượn tuổi để giảm bớt xui khí. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Nhâm Tý, nam mạng. Những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nam mạng, trải qua một năm đại hạn của cuộc đời là 53 tuổi, chắc hẳn vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Và rất may mắn khi mà năm 2025, Nhâm Tý sẽ là một năm mà nam mệnh có thể hồi phục và gây dựng lại những thứ mà đã bị mất mát trước đó. Trong năm này, đương số hứa hẹn sẽ đón nhận một năm mới với nhiều may mắn và phúc khí vây quanh, do đó có cát tinh phù trợ. Bản mệnh cầu được ước thấy, chỉ cần quyết tâm làm việc, không bỏ dở giữa chừng thì ắt gặt hái được thành công ngoài dự kiến. Sở dĩ nói, năm 2025 là một năm may mắn dành cho Nhâm Tý, nam mạng. Khi mà năm này Nhâm Tý gặp bố cục, thiên sinh địa hòa, cả thiên và địa đều hòa hợp với tuổi Nhâm Tý, lại được vận khí của ngũ hành hỗ trợ, cát tinh mộc đức soi chiếu, giúp bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, công việc kinh doanh cũng rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Tuy nhiên, Nhâm Tý cũng đón nhận một phần áp lực và trách nhiệm vô cùng nặng nề, nếu không chú tâm, bản mệnh rất khó có thể gánh vác, đôi lúc con giáp này còn muốn bỏ cuộc giữa chừng. Cụ thể về các phương diện chính như sau. Xét về phương diện sự nghiệp tuổi Nhâm Tý, nam mạng 2025. Nhờ có vận quý nhân vượng, lại thêm nhiều cát tinh soi chiếu,
Công việc dù gặp nhùng khó khăn nhất định, nhưng có người giúp đỡ, ngoại giao tốt đẹp, có điểm báo thăng tiến mạnh về sự nghiệp. Dưới sự ảnh hưởng của sao Mộc Đức và Thanh Long, bản mệnh Nhâm Tý có khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán, và bạn càng lạc quan thì sự nghiệp của bản mệnh càng phát triển mạnh mẽ trong năm nay. Năm 2025 này, bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn bè, đồng nghiệp tốt, dù bước chân vào một môi trường mới, cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ, không bị bỡ ngỡ, bơ vơ. Những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra cho Nhâm Tý những lời khuyên hữu ích để bạn có thể vượt qua khó khăn. Hãy luôn giữ tinh thần cầu tiến, lắng nghe, học hỏi mọi người, rồi bạn sẽ có những bước tiến nhanh chóng. Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, các tinh hoa cái và thiên quan, mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa, được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào nửa cuối năm 2025. Dân kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do, sẽ có một năm kiếm tiền như hái, có thể cân nhắc việc mở rộng quy mô bằng cách hùn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng, tỷ lệ thành công cao. Với ai có ý định khởi nghiệp, cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả cát lành. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi nữa, bản mệnh cũng chớ nên kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác. Khi người khác có ý kiến đóng góp, bạn nên chăm chú lắng nghe, luôn chịu khó thay đổi góc độ, nhìn nhận vấn đề, học hỏi những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân. Ngoài ra, một số thời điểm có tác dụng của ngũ quỷ hung tinh, chủ về phá hoại, cản trở, tiểu nhân hãm hại. Hết sức thận trọng trong hợp tác làm ăn, nên ký tá giấy tờ rõ ràng, tránh mập mờ, kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này. Xét về phương diện tài lộc. Tài vận của người tuổi Nhâm Tý, nam mạng, ăn theo sự nghiệp, nên được coi là rực rỡ, bố cục thực thần sinh tài, lại có các tinh cao chiếu, nên tài lộc trong năm khá tốt. Dù làm trong lĩnh vực nào, cũng có cơ hội thể hiện bản thân, tiền bạc hanh thông bất ngờ, khiến túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, thường không phải lo đến chuyện chi tiêu. Người làm ăn, kinh doanh, tìm ra được chỗ đứng trên thị trường, nên số lượng khách hàng, đối tác muốn hợp tác với bạn, ngày một gia tăng một cách ổn định. Bản mệnh biết phát huy thế mạnh của bản thân, nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. Thậm chí càng là khi khó khăn, con giáp này lại càng có quyết tâm vươn lên khẳng định mình. Tình hình tài chính tăng tiến rõ rệt, khiến bạn ngày càng tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân. Với những ai có ý định khởi nghiệp lĩnh vực mới thì cũng có thể xem xét bắt đầu ngay trong năm nay. Quan trọng là bạn cần phải vạch rõ các bước và các mục tiêu của mình, có như vậy thì khi gặp khó khăn cũng sẽ không đánh mất định hướng. Quá trình thực hiện tất nhiên không tránh khỏi khó khăn, song xung quanh bạn vẫn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Khi mọi việc dần dần vào guồng, bạn cũng sẽ bắt đầu thu lãi. Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc giúp bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá, cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những người nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể như bạn. Có điều, dù túi tiền có rủng rỉnh đến mấy, bạn cũng cần chú ý trong chuyện chi tiêu. Tiểu hao cho thấy, nếu bạn tiêu tiền không biết tiết chế, thích gì mua nấy, chạy theo xu thế, thì chẳng mấy chốc, bạn cũng sẽ tiêu sạch những gì mình có trong tay. Muốn phát triển bền vững, bên cạnh việc cố gắng làm ăn, bạn cũng cần chú ý đến lĩnh vực đầu tư hợp lý, tiết kiệm. Xét về phương diện tình cảm gia đạo. Đây là năm tốt nhất để bản mệnh Nhâm Tý thêm sự lãng mạn vào đời sống tình cảm của mình. Việc khám phá những điều mới mẻ, những chuyến du lịch nghỉ dưỡng với nửa kia sẽ giúp mối quan hệ của bạn trở nên thú vị hơn. Ngoài ra, bản mệnh có thể tham gia vào các hoạt động nhân đạo để làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, trong cuộc sống gia đình của Nhâm Tý năm nay nên chú ý tránh xa những cãi vã và xung đột. Bạn nên tôn trọng không gian cá nhân của người khác, đồng thời cho mình một không gian riêng để làm những việc riêng và là chính mình. Xem tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2025 về mặt sức khỏe. Chủ về vấn đề áp lực công việc đè nén khiến bản mệnh không đủ sức chống đỡ, đặc biệt là vấn đề nội tạng, nếu không thể nghỉ ngơi đúng lúc sẽ dẫn đến bạn rơi vào vòng tròn bệnh tật. Năm Ất Tỵ 2025, dù sức khỏe không gặp phải vấn đề nghiêm trọng, những bản mệnh cần phải chú trọng nhiều hơn về vấn đề điều tiết sinh hoạt và dưỡng sinh điều độ. Về mặt ăn uống, tuổi Nhâm Tý, nam mệnh, cần giữ quy luật ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi thì nên ngủ sớm, dậy sớm, tập thói quen luyện tập thể thao. Khi tham gia giao thông thì nên tuân thủ luật lệ giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho mọi người nhé. Trong năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972,
cần đặc biệt chú ý tới hạn Huỳnh Tuyền và sao Mộc Đức chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Huỳnh Tuyền đối với bản mệnh tuổi Nhâm Tý. Nhắc đến hạn Huỳnh Tuyền, sách thời xưa có câu cửa miệng: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Người gặp hạn Huỳnh Tuyền có thể bị mắc chứng bệnh đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sẩm, đau người, sức khỏe suy giảm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Về làm ăn, nếu kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nhìn chung tất cả công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước thì bản mệnh không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Về cuộc sống, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì hoặc cho ai đó, dễ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi. Hạn Huỳnh Tuyền đồng nghĩa với suối vàng, âm phủ, cõi chết nên cần hết sức giữ gìn phòng tránh tai nạn đột ngột hoặc bệnh tật hiểm nghèo. Có 4 điều cần biết để vượt qua hạn Huỳnh Tuyền đối với bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Vốn Huỳnh Tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe của mình. Thứ nhất, về sức khỏe, bản mệnh gặp hạn này nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, song đó cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Thứ hai, công việc làm ăn. Người gặp hạn Huỳnh Tuyền cần tránh làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Thứ ba, đặc biệt trong cuộc sống, người gặp hạn Huỳnh Tuyền không nên bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì sức khỏe bị nguy hiểm. Thứ tư, nguyên tắc chung của việc giảm thiểu nguy cơ, tăng cường may mắn và sức khỏe đó là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện. Việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may cho mình. Bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, trong năm Ất Tỵ 2025, cũng cần chú ý đến sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Về đường công danh, người gặp sao này chiếu dễ gặp quý nhân phù trợ, có bạn bè mới. Sự nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến, thu được nhiều tài lộc. Với người đang học tập, nghiên cứu, năm này sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập, gặp được thầy giỏi, bạn tốt, có được những sáng kiến mới và gặt hái được thành tích cao. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Mộc Đức là phúc tinh nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Vâng, thưa quý vị, xem tuổi sông nhà là truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, người Việt lại mời người hợp tuổi đến sông đất đầu năm, chúc Tết gia đình với mong muốn thu hút được nhiều tài lộc, may mắn. Xem tuổi sông nhà, sông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Nhâm Tý. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để sông đất vào đầu năm mới. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Nhâm Tý trong năm Ất Tỵ 2025 là Bính Thìn 1976, tốt, Giáp Thìn 1964, tốt, Đinh Dậu 2017, khá, Bính Thân 2016, khá, Bính Tuất 2006, khá, Mậu Thìn 1988, khá, Đinh Mão 1987, khá, Đinh Dậu 1957, khá, Bính Thân 1956, khá, Bính Tuất 1946, khá. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Nhâm Tý trong năm Ất Tỵ 2025 là Tân Hợi 1971, không tốt, Tân Tỵ 1941, không tốt, Giáp Ngọ 1954, không tốt, Nhâm Dần 1962, không tốt, Tân Tỵ 2001, không tốt, Giáp Ngọ 2014, không tốt, Giáp Tý 1984, không tốt, Canh Ngọ 1930, không tốt, Nhâm Thân 1932, không tốt, Quý Dậu 1933, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo,
giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vận trình từng tháng âm lịch của bản mệnh tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm Ất Tỵ 2025, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Bước sang tháng đầu tiên của năm Ất Tỵ, được các tinh thiên đức chiếu mệnh, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh Nhâm Tý trong tháng hài hòa tốt đẹp, có lợi cho con đường thăng tiến. Bản mệnh Nhâm Tý vui xuân đón Tết cùng gia đình, tài lộc dồi dào, bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết Nguyên Đán, nhiệt huyết của bản mệnh tương đối cao trong tháng này. Công việc tiến triển đều đều, có thể được giao trách nhiệm hoặc góp mặt trong dự án lớn, thành quả gặt hái được không hề nhỏ. Bản mệnh có thể tranh thủ tiến hành đại sự trong thời điểm cát khí lan tràn như thế này. Nhờ tài tinh chiếu mệnh, tài lộc trên đà vượng phát, bạn có thể nhận được một số khoản lợi nhuận bất ngờ trong tháng. Cơ hội phát tài ở gần, thế nhưng bạn cũng nên chú ý các chi tiêu để tài lộc tụ khí nhé. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Đây là tháng Kỷ Mão, vận khí không tốt, một số người đang kinh doanh, buôn bán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình. Các khoản thu nhập thêm có thể sẽ giảm xuống, bản mệnh cần có những đối sách đối với tình hình hiện tại của mình, điều này làm cho nguồn thu tài lộc bị giảm sút. Về sức khỏe không như ý, dễ cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng, đầu óc thiếu tỉnh táo. Đồng thời, sự ảnh hưởng của hung tinh bệnh phù cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Xem tử vi cho thấy, tháng này là tháng Canh Thìn, có ngũ hành tam hợp với Tý, bất kể đối với bản mệnh làm gì trong cuộc sống, đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê, nên mọi việc thường dễ dàng hơn. Tháng này, các mối quan hệ làm ăn cũng tốt đẹp hơn, bản mệnh biết tận dụng quan hệ để tìm được đối tác tiềm năng, lợi nhuận tăng cao. Công việc hanh thông, thuận lợi, mưu cầu về công danh, sự nghiệp dễ thành. Tiền bạc chi tiêu nhiều, nhưng bù lại bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Sức khỏe tốt. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Bước sang tháng 4 âm lịch, tháng Tân Tỵ, bản mệnh tuổi Nhâm Tý được các tinh soi chiếu, giúp cho bản mệnh gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối, mối quan hệ xã giao được cải thiện, vận trình công danh, sự nghiệp được thuận lợi. Việc kinh doanh, buôn bán cũng diễn ra thuận lợi, giúp cho bản mệnh thu được không ít lợi nhuận. Đặc biệt, một số người gặp được quý nhân phù trợ rất lớn, nếu có thể nhân cơ hội này để hợp tác làm ăn, hoặc mở rộng quan hệ xã giao, ký kết hợp đồng, thì sự nghiệp, tài lộc dễ có được sự đột phá. Về sức khỏe thì bản mệnh tháng này sức khỏe tốt, nhưng chú ý cẩn thận ăn uống dễ mắc bệnh về đường ruột, dạ dày. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Bước sang tháng 5 âm lịch, do bị ảnh hưởng bởi hung tinh gây hại, công việc của bản mệnh gặp chút trở ngại, do tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp hãm hại, bản mệnh cần phải tỉnh táo và biết cư xử hài hòa trong các mối quan hệ để không làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Sức khỏe của bản mệnh tuổi Nhâm Tý không tốt, có người có thể gặp một số vấn đề khó chịu hoặc chóng mặt, thể chất không tốt, có thể sẽ phải nhận tin buồn trong gia đình, dòng họ đưa tới. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Bước sang tháng 6 âm lịch, tháng xung của tuổi bổn mạng. Công việc trì trệ gặp trở ngại do cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, sau đó bản mệnh cần phải hành sự thận trọng, tiến hành từng bước chậm nhưng chắc có như vậy mới hạn chế được sai lầm phát sinh. Với những người làm công ăn lương, bạn sẽ phải chịu sự quấy nhiễu, cạnh tranh, tiểu nhân quấy phá, bạn nên nhớ là một điều nhịn chín điều lành, hãy tập trung làm tốt công việc của mình. Tháng này, không thích hợp để tiến hành các việc quan trọng, mưu sự khó khăn hơn trước, cần phải nỗ lực gấp nhiều lần mới mong đạt được kết quả như mong đợi. Vận trình tháng 7 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Bước sang tháng 7 âm lịch, đây là tháng cô hồn, cho nên công việc của bản mệnh sẽ bị chững lại. Nhưng bản mệnh lại có tin vui từ gia đình đem đến, tình cảm, sức khỏe đều khá suôn sẻ, cơ bản là không có vấn đề gì phát sinh.
Hung tinh ám tàng, có dấu hiệu cạnh tranh mạnh, mâu thuẫn lục đục nội bộ. Thời điểm này, bản mệnh tốt nhất nên tập trung cho công việc của mình, tuyệt đối không tham gia vào các cuộc tranh đấu nội bộ, kẻo lại rước họa vào thân. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Vận trình tháng 8 âm lịch, bản mệnh tuổi Nhâm Tý đang có điềm báo công việc gặp trở ngại. Một số người làm văn phòng, công việc có phần ì ạch, không tốt lắm, làm việc thiếu tập trung. Bản mệnh tuổi Nhâm Tý nên kịp thời điều chỉnh tâm lý, cố gắng tích cực. Nếu gặp vấn đề khó khăn trong công việc hay chưa hiểu thì bản mệnh có thể tham khảo ý kiến của một số người có kinh nghiệm, nhờ những người trẻ tuổi giúp đỡ để xử lý kịp thời. Vận khí giảm sút nên tháng này nguy cơ bệnh tật của con giáp này khá cao. Ban đầu bạn có thể chỉ thấy cơ thể luôn mệt mỏi, thiếu năng lượng nhưng kéo dài lâu khỏi. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Bước sang tháng mới, sức khỏe chưa thực sự tốt, bản mệnh cần chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chú ý khi đi ra ngoài thì phải đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh trộm cướp thất thoát về tài sản lại còn gây nguy hại cho bản thân. Vận trình tổng thể của bản mệnh tuổi Nhâm Tý trong tháng này cơ bản được ổn định. Về tình cảm, thông qua giao tiếp hàng ngày, bản mệnh có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ gia đình. Mọi người đều quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau, gia đạo hòa thuận. Về tiền bạc, làm ăn, công việc tháng này được thuận lợi, thu nhập ổn định. Vận trình tháng 10 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Bước sang tháng 10 âm lịch, vận trình của bản mệnh tuổi Nhâm Tý sẽ có nhiều điểm sáng bất ngờ, các dự án, hạng mục đầu tư được chú trọng nhiều hơn để hoàn thiện giai đoạn cuối cũng sẽ mang lại nhiều may mắn về tài lộc cho bản mệnh. Người làm công việc, kinh doanh, buôn bán gặp được nhiều may mắn, thuận lợi và có dấu hiệu phát triển mở rộng. Việc làm ăn diễn ra suôn sẻ như ý muốn, bản mệnh không còn nỗi lo về tiền bạc. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Cục diện nhị hợp trợ mệnh, dù bản mệnh tuổi Nhâm Tý gặp không ít áp lực từ công việc, nhưng vận trình vẫn có những thay đổi tích cực, giúp cho bản mệnh hoàn thành tốt công việc của mình. Tháng này, bản mệnh tuổi Nhâm Tý cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn để có được thành quả xứng đáng. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán có một tháng bận rộn, tất bật nhưng bù lại sẽ thu được tài lộc khả quan, xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Các hạng mục đầu tư từ trước đó cũng sẽ mang lại không ít lợi nhuận. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, sang tháng 12 cũng chính là tháng tuổi của bản mệnh, vận trình tiềm ẩn nhiều hung hiểm. Sau đó, bạn cần phải luôn nhắc nhở bản thân làm gì cũng nên thận trọng, tính toán kỹ càng trước khi hành động. Trên phương diện sự nghiệp, bạn khó tìm được hướng đi mới để giải quyết khó khăn, khiến mọi việc dường như mãi dậm chân tại chỗ. Thậm chí có một vài người rơi vào cảnh sự nghiệp bấp bênh, đánh mất định hướng không đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong tháng cận Tết này có nhiều khoản cần phải chi tiêu nhiều, bản mệnh cần phải lên kế hoạch hợp lý để tránh rơi vào tình trạng Tết bị thiếu hụt về tài chính. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, Nam Mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.